Hello, xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Hôm nay Nguyễn Khánh làm video giới thiệu đến quý vị và các bạn dòng sản phẩm đó là thanh lam trụ quý vị nhé. Và đây là các cái dòng thanh lam để dùng làm vách ngăn này, dùng trang trí khu vực cầu thang này, ngăn phòng này, hoặc là tạo các cái điểm nhấn. Đấy, rất nhiều các cái ứng dụng quý vị nhé. Thì hiện tại ở thị trường đó đang có hai kích thước quý vị nhé, có hai kích thước này là hai kích thước cơ bản của cái thanh lam này. Đó, thì kích thước của nó như thanh lam này quý vị này, thì nó có diện tích là 5 5 10 quý vị nhé, 5 10, và chiều dài của nó đang là 2m95 trên một cây quý vị nhé, 2m95 trên một cây. Đó, thì nó có rất là nhiều màu. Video trước đó là mình làm là có 5 màu và hôm nay có thêm 3 màu này nữa để cập nhật cho quý vị xem quý vị nhé. Ngoài ra đó, nó có cái loại lớn này quý vị nhé. Loại lớn này thì nó có kích thước là 5 15 quý vị nhé, 5 15. Đó, và chiều dài của nó cũng là 2m95 luôn. Đấy, thì cái này thì tùy theo mỗi khách hàng thì mình có cái cách trang trí ở cái vị trí nào mà mình thích. Đặc biệt cái này thường thường là người ta ngăn ngăn chỗ cái cầu thang quý vị nhé, trang trí chỗ cầu thang này. Cái thứ hai có thể làm vách ngăn ở giữa khu vực phòng khách và phòng bếp này. Và thứ ba là dùng các cái điểm nhấn ở khu vực đầu giường hay điểm nhấn khu vực tivi quý vị nhé. Nó có rất nhiều cách sắp xếp, ví dụ như quý vị sắp xếp theo kiểu ngang như này, khoảng cách nó khoảng 5 phân hoặc 10 phân trong một thanh như này. Có kiểu thì có thể sắp xếp theo kiểu này quý vị nhé, theo chiều dọc như này, cũng khoảng cách thì 5 phân hoặc 10 phân trên một thanh. Cái loại thứ ba mà rất ít quý vị nhé, rất ít người dùng, thì cái kiểu này đó nó làm vách ngăn khá là đẹp quý vị này, kiểu so le này quý vị này, ghép kiểu so le như thế này, nó vẫn nằm trên một trục đường thẳng, nhưng khi mình để xuyên như này quý vị này, thì mình nhìn trực diện từ phía bên này, phía A này, phía trước này, nhìn từ phía sau thì sẽ không thấy, nếu nhìn trực diện sẽ không thấy, và phải nhìn xéo thì mới thấy quý vị nhé, phải nhìn xéo thì mới thấy. Và như vậy đó, thì khi mà mình làm như kiểu này này thì có thể rằng là ở phía sau và phía trước không nhìn thấy nhau, nhưng tất cả những khe này thì gió và ánh sáng vẫn có thể thông với nhau quý vị nhé. Đó, thì đây là những cái mẫu này, nó có kích thước cố định quý vị nhé, kích thước cố định của nó là 2m95 trên một thanh quý vị nhé. Đó, thì tùy theo số lượng nhiều ít mà nó có giá khác nhau quý vị này. Nhiều ít thì nó có giá khác nhau, nhưng mà giá nó rất là rẻ, rẻ hơn gỗ công nghiệp, rẻ hơn gỗ tự nhiên, nói chung là rẻ nhất trên thị trường. Và được cái nó bền, không sợ mối mọt, không sợ ẩm ướt, không sợ, nói chung là cong vênh co ngót hết, rất là ok quý vị nhé. Và khi thi công cái này quý vị này, thì tùy theo đội thợ đó, tùy theo cái mức độ nguy hiểm, tùy theo mức độ chiều cao chiều thấp mà mình dùng những cái sắt mình luồn vào trong này quý vị nhé. Đấy, có thợ thì dùng như cái lỗ này nó chừa sẵn rồi, là dùng sắt vuông 3 quý vị nhé. Đấy, dùng sắt vuông 3 luồn vào trong này quý vị nhé, để mình tạo cái độ cứng cho cái vách ngăn quý vị nhé. Còn một loại nữa quý vị này, đây này, còn cái loại này nữa, loại này thì dày dặn lắm, rất là dày luôn quý vị nhé. Thì quý vị không dùng cây sắt cũng được, mà cái này bản chất người ta thiết kế cho mình là để luôn cây sắt thôi. Thì quý vị thấy đây này, này tất cả dòng này nó bay nắp chụp quý vị nhé. Nắp chụp mình có thể kéo nắp chụp này ra quý vị này, tháo nắp chụp ra, sau khi chúng ta luôn được cây sắt xong đúng không, chúng ta bắt vít cố định giữa các cái này và cây sắt và bơm keo vào đây, dùng cây sắt thì chúng ta bắt đầu tiến hành gõ cái nắp này cho nó dính vào, cho nó kẹp vào quý vị nhé. Cái này chúng ta dùng một cái độ lực chúng ta bóp mạnh là nó vào quý vị nhé. Đấy, nhưng mà chúng ta phải nên nhớ rằng là chúng ta nên làm chắc chắn rồi chúng ta kiểm tra kỹ rồi chúng ta mới bắt đầu mới lắp cái nắp này, bởi vì khi lắp cái nắp này xong thì mình tháo cái nắp này ra nó rất là khó quý vị nhé, rất là khó tháo, nên quý vị kiểm tra kỹ xong tiến hành mới dùng cái nắp này lắp lại quý vị nhé. Đó, thì nó đây có những cái màu này rất phổ biến quý vị nhé. Màu này rất là phổ biến, nó có 4 màu, độ dày rất là ok, rất là dày luôn quý vị nhé. Đấy, theo như mình thì quý vị dùng cái loại này không cần phải dùng tới cái cây sắt ở giữa luôn, nó rất là cứng, nó cứng hơn so với cái dòng này, nó cứng hơn so với dòng này quý vị thấy không? Đó, nó cứng hơn rất là nhiều, nhưng mà chắc chắn là giá thành của nó thì cũng cao hơn thằng này rồi, tiền nào thì của đấy thôi quý vị thấy không? Cái độ dày của nó này, cái độ dày thịt của các cái nhựa quý vị nhé, độ thịt của nhựa, độ dày khác nhau là một. Cái thứ hai nữa là cái cốt nhựa này
Đấy, cốt nhựa này đó là nhựa PVC, cảm giác nó rất là cứng, rất là chắc quý vị nhé. Đấy, rất cứng chắc luôn, rất cứng chắc luôn quý vị nhé. Đó, dày dặn lắm đó. Thì đấy là tất cả những cái mẫu thanh lam nhựa mà đang phổ biến ở thị trường. Còn hai cái mẫu này quý vị này, hai mẫu này là dòng lam treo quý vị nhé, hai cái lam treo. Đó, cái lam treo này thì thường thường là đa số treo ngược lên trần hoặc là treo ngược ở khu vực ban công. Đấy, nó tùy theo, nói chung cũng rất là nhiều chỗ, ban công hay khu vực gì đó đều dùng treo được. Nhưng mà cái này là sử dụng rất là nhiều nhất quý vị nhé. Cái lam này sử dụng rất là nhiều đó, thị trường bây giờ xài này nhiều lắm đó. Quý vị có nhu cầu sử dụng tới sản phẩm này thì hãy liên hệ với mình số điện thoại 0948743274, và quý vị có thể là kết bạn Zalo trực tiếp với mình. Mình sẽ gửi chi tiết tất cả mẫu mã cũng như hình ảnh về sản phẩm, và đặc biệt hãy cập nhật ra cho quý vị biết quý vị nha. Ok, Nguyễn Khánh cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Quý vị nhớ cho Nguyễn Khánh xin một nút like và hãy theo dõi kênh của Nguyễn Khánh để mình thường xuyên cập nhật những sản phẩm và những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn. Okay.